cựu chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu ECB Mario Draghi ngày 12 tháng 2 xác nhận ông đã sẵn sàng thành lập chính phủ tiếp theo của Italia đồng thời công bố nội các mới và sự kết hợp giữa các nhà kỹ trị và chính trị gia trong liên minh lớn của mình sau cuộc hội kiến với tổng thống Sergio Mattarella, cựu chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu ECB, ông Mario Draghi đã giới thiệu danh sách nội các gồm 23 bộ trưởng, trong đó có 15 vị trí bộ trưởng là chính trị gia và tám bộ trưởng là các nhà kỹ trị. Trước đó, tổng thống Mattarella đã đề nghị ông Draghi đảm nhiệm cương vị thủ tướng Italia sau khi cuộc tranh cãi giữa các chính đảng ở quốc gia Nam Âu này khiến chính phủ tiền nhiệm phải từ chức, đồng thời đặt ra nhiệm vụ cho cựu chủ tịch ECB phải giải quyết cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch Covid-19 cũng như tình trạng suy thoái kinh tế. Sau một tuần tham vấn, hầu hết các chính đảng chủ chốt trên chính trường Italia đã cam kết ủng hộ ông Draghi cũng như tham gia nội các mới.